Cũng như ngày hôm qua mình đã nói, hôm qua mình có chụp một tấm hình, cái trái mình nó bị héo và bông bị khô rất là nhiều. Thì nhiều người nói rằng là mình thiếu nước, nhưng thực chất ra là mình nghĩ là chắc không phải nguyên nhân do thiếu nước, mà mình nghĩ nó có một nguyên nhân gì đó. Bởi vì ngày nào mình cũng tưới, lúc nào mình cũng để cho gốc mình nó bị ẩm, chứ không để cho gốc bị khô. Mà mình gốc đó, móc tất cả các rễ của mình ra thì các rễ vẫn bình thường, không bị sao hết á. Mà sao cái trái của mình nó bị tóp lại, mình cũng không biết nguyên nhân là vì sao nữa. Đây, như mọi người thấy đây, cái rễ nó vẫn bình thường nha. Đất thì lúc nào mình cũng để cho đất ẩm, chứ không bao giờ mình để cho nó bị... Đây, như mọi người thấy đây, như cái trái đây. Đó, nó móp như vậy nè. Nó đều bị hết như vậy nè, những trái non cỡ vậy mà mình đã để ý một tuần nay nó đều bị như vậy hết. Mà một tuần nay thì từ trước tới giờ ngày nào mình cũng tưới đều hết. Ngày nào mình cũng tưới đều hết. Cứ ngày mình tưới, bởi vì mình bắt hệ thống nhỏ giọt, một ngày mình tưới một tiếng lận, chứ không phải là 2-3 tiếng. Mà nhiều khi mình sợ thiếu nước, mình lại phải tưới dí nữa. Chứ không mình nghĩ cái hiện tượng này không phải là thiếu nước. Đây, mới sáng thì mình bóp nó còn hơi cứng cứng một chút, nhưng tới chiều thì mình bóp những trái như vậy nè, nó móp mà nó như kiểu là bị héo vậy đó. Mới sáng thì nó vẫn bình thường, mới sáng thì nó không có hiện tượng gì hết, nhưng mà tới khi chiều tới là bắt đầu là như kiểu trái bị héo luôn. Mà cách đây một tuần thì mình có xịt ba loại thuốc trộn chung, đó là Australia, con kangaroo, kích rễ, kích đọt, kích thích bộ rễ bộ đọt đó. Rồi mình xịt thuốc rệp tỏi với calibar, chỉ vậy thôi. Còn từ đó tới đây mình canh, mình để ý trên vườn của mình thì nó vẫn hiện tượng như vậy. Có không có thay đổi gì hết, trái nó vẫn héo. Mà mình sợ thiếu nước cho nên là ngày mình xịt, thậm chí ngày trước kia thì ngày mình xịt một lần thôi. Nhưng cái thời gian nó bị như vậy, mình cứ để ý miết là ngày mình xịt hai lần lận, chứ không phải một lần nữa. Cái gốc mình lúc nào cũng ẩm, thậm chí mình mắc lên có 5 phút thôi là đất mình đã dình nước rồi. Tới đây, tới hiện tượng, tới bây giờ đây. Mình mới tưới hồi sáng hôm qua xong, nhưng tới bây giờ đất của mình nó vẫn còn hiện tượng như là muốn uống nước luôn vậy đó. Nhưng mà không biết vì sao cái trái nó vẫn bị như vậy. Nhiều anh nói thì đây, nó cũng bị như vậy là do bị ong trích, bị côn trùng trích thuốc. Mà mình tìm hiểu miết nguyên nhân mà không biết vì sao. Ngày hôm qua mình có chụp một tấm hình lên thì mỗi người nói một đàng hết, nên là mình không biết đường nào. Thôi nay mình quay video lên à, nhờ mọi người chỉ giúp mình với. Bởi vì chanh nay trồng công chăm sóc mệt quá, cho nên là cũng nhờ mọi người giúp với, chứ mình tìm đủ cách mà sao nó vẫn không có hiện tượng gì hết. Mà hiện tượng này mình đã để ý là bị một tuần rồi, chứ không phải là mới đây. Mà mình nhìn trên thân thì không bị sâu đục thân, và cũng không bị sao hết. Lá vẫn tươi tốt bình thường, nhưng chỉ có trái thôi. Chỉ có những trái già như vậy, trái già to hơn chút thì không bị sao hết. Nhưng mà còn những trái nhỏ nhỏ hơn một chút nữa, cỡ như yeah, cỡ như đây, thì tới trưa là bắt đầu là nó rất là mềm nè, trái như vậy nè. Tới trưa thì nó rất là mềm, mà mình cũng không biết nguyên nhân vì sao nữa. Bởi vì mình nghĩ thì một là do bị thiếu nước, hai là do bị ngộ độc thuốc. Chứ mà mình nghĩ ngộ độc thuốc thì cũng không phải, bởi vì mình xịt ở cách đây một tuần rồi. Mà ba loại thuốc đó thì kết hợp vô, mình đọc hướng dẫn thì kết hợp vô nó cũng không có vấn đề gì hết. Mà sao tới giờ trái mình vẫn bị như vậy? Mọi người xem rồi tư vấn giúp mình với nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cũng như ngày hôm qua mình đã nói,
Hôm qua mình có chụp một tấm hình cho trái mình nó bị héo và bông bị khô rất là nhiều. Thì nhiều người nói rằng là mình thiếu nước, nhưng thực chất ra là mình nghĩ là chắc không phải nguyên nhân do thiếu nước, mà mình nghĩ nó có một nguyên nhân gì đó. Bởi vì ngày nào mình cũng tưới, lúc nào mình cũng để cho gốc mình nó bị ẩm chứ không để cho gốc bị khô. Mà mình gốc đó, móc tất cả các cái rễ của mình ra thì các rễ vẫn vẫn bình thường, không bị sao hết á, mà sao cái trái của mình nó bị tóp lại, mình cũng không biết nguyên nhân là vì sao nữa. Đây, như mọi người thấy đây, cái rễ nó vẫn bình thường nha. Đất thì lúc nào mình cũng để cho đất ẩm chứ không bao giờ mình để cho nó bị. Đây, như mọi người thấy đây, như cái trái đây, đó, nó móp như vậy nè, nó đều bị hết như vậy nè, những trái non cỡ vậy mà mình đã để ý một tuần nay nó đều bị như vậy hết. Mà một tuần nay thì từ trước tới giờ ngày nào mình cũng tưới đều hết, ngày nào mình cũng tưới đều hết, cứ ngày mình tưới, bởi vì mình bắt hệ thống nhỏ giọt, một ngày mình tưới 1 tiếng lận chứ không phải là 2 3 tiếng. Mà nhiều khi mình sợ thiếu nước mình lại phải tưới dí nữa, chứ không không mình nghĩ cái hiện tượng này không phải là thiếu nước. Đây, mới sáng thì mình bóp nó còn hơi cứng cứng một chút, nhưng tới chiều thì mình bóp những trái như vậy nè, nó móp mà nó như kiểu là bị héo vậy đó. Mới sáng thì nó vẫn bình thường, mới sáng thì nó không có hiện tượng gì hết, nhưng mà tới khi chiều tới là bắt đầu là như kiểu trái bị héo luôn. Mà cách đây một tuần thì mình có xịt 3 loại thuốc trộn chung, đó là Australia, con kangaroo, kích rễ, kích đọt, kích thích bộ rễ bộ đọt đó. Rồi mình xịt thuốc rệp tỏi với Calibor, chỉ vậy thôi. Còn từ đó tới đây mình canh, mình để ý trên vườn của mình thì nó vẫn hiện tượng như vậy, có không có thay đổi gì hết, trái nó vẫn héo. Mà mình sợ thiếu nước cho nên là ngày mình xịt, thậm chí ngày trước kia thì ngày mình xịt 1 lần thôi, nhưng cái thời gian nó bị như vậy mình cứ để ý miết là ngày mình xịt 2 lần lận chứ không phải 1 lần nữa. Cái gốc mình lúc nào cũng ẩm, thậm chí mình mắc lên có 5 phút thôi là đất mình đã dình nước rồi. Tới đây, tới hiện tượng tới bây giờ đây, mình mới tưới hồi sáng hôm qua xong nhưng tới bây giờ đất của mình nó vẫn còn còn hiện tượng như là muốn úng nước luôn vậy đó. Nhưng mà không biết vì sao cái trái nó vẫn bị như vậy. Nhiều anh nói thì đây, nó cũng bị như vậy là do bị ong chích, bị côn trùng chích thuốc. Mà mình tìm hiểu miết nguyên nhân mà không biết vì sao. Ngày hôm qua mình có chụp một tấm hình lên thì mỗi người nói một đàng hết, nên là mình không biết đường nào. Thôi nay mình quay video lên là nhờ mọi người chỉ giúp mình với. Bởi vì chanh nay trồng công chăm sóc mệt quá, cho nên là cũng nhờ mọi người giúp với, chứ mình tìm đủ cách mà sao nó vẫn không có hiện tượng gì hết. Mà hiện tượng này mình đã để ý là bị 1 tuần rồi chứ không phải là mới đây. Mà mình nhìn thêm trên thân thì không bị sâu đục thân và cũng không bị sao hết, lá vẫn tươi tốt bình thường, nhưng chỉ có trái thôi, chỉ có những trái già như vậy. Trái già to hơn chút thì không bị sao hết, nhưng mà còn những trái nhỏ nhỏ hơn một chút nữa, cỡ như cỡ như đây, thì tới trưa là bắt đầu là nó rất là mềm nè, trái như vậy nè. Tới trưa thì nó rất là mềm mà mình cũng không biết nguyên nhân vì sao nữa. Bởi vì mình nghĩ thì một là do bị thiếu nước, hai là do bị ngộ độc thuốc. Chứ mà mình nghĩ đi ngộ độc thuốc thì cũng không phải, bởi vì mình xịt ở cách đây 1 tuần rồi. Mà 3 loại thuốc đó thì kết hợp vô, mình đọc hướng dẫn thì kết hợp vô nó cũng không có vấn đề gì hết. Mà sao tới giờ trái mình vẫn bị như vậy? Mọi người xem rồi tư vấn giúp mình với nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trái như này nè. Tới trưa thì nó rất là mềm mà mình cũng không biết nguyên nhân vì sao nữa. Bởi vì mình nghĩ thì một là do bị thiếu nước, hai là do bị ngộ độc thuốc. Chứ mà mình nghĩ đi ngộ độc thuốc thì cũng không phải, bởi vì mình xịt ở cách đây 1 tuần rồi.
Mà ba loại thuốc đó thì kết hợp vô, mình đọc hướng dẫn thì kết hợp vô nó cũng không có vấn đề gì hết. Mà sao tới giờ trái mình vẫn bị như vậy? Mọi người xem rồi tư vấn giúp mình với nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.